Chào mừng các em đã quay trở lại với chuỗi video về kinh tế anh chị. Trong video trước, Mark cho rằng bất kỳ tiền nào vận động theo công thức T' bằng T cộng delta T thì đều trở thành tư bản. Tư bản là giá trị mang lại giá trị thẳng dư. Đồng thời, Mark cũng chỉ ra mâu thuẫn bên trong của công thức chung của tư bản. Tư bản không thể sinh ra trong lưu thông, nhưng cũng không thể sinh ra ngoài lưu thông. Vậy thì tư bản mang lại giá trị thẳng dư delta t nguồn gốc ở đâu? Ta thấy rằng trong công thức chung của tư bản t phẩy bao gồm hai hành vi mua th và hành vi bán ht phẩy. Theo yêu cầu của quy luật giá trị thì trao đổi phải ngang giá. Do đó t có giá trị bao nhiêu thì h trong hành vi mua có giá trị bấy nhiêu. Và tương tự t phẩy có giá trị bao nhiêu thì H trong hành vi bán có giá trị bấy nhiêu. Như đã phân tích, T phẩy phải lớn hơn T thì công thức mới có nghĩa. Từ đó suy ra, điểm mấu chốt ở đây chính là yếu tố H, hàng hóa. Hàng hóa ở hành vi mua phải khác với hàng hóa ở hành vi bán. Công thức sẽ phải viết lại là T, H1, H2, T phẩy. H trong hành vi bán ký hiệu là H2, có giá trị lớn hơn H trong hành vi mua có ký hiệu là H1. Vậy thì H1 là hàng hóa nào mà sau một thời gian nhất định lại trở thành H2 có giá trị lớn hơn? Theo lý luận giá trị, chỉ có lao động của người sản xuất hàng hóa mới tạo ra giá trị. Do đó, H2 là kết quả của quá trình sản xuất và H1 chính là yếu tố của quá trình sản xuất, bao gồm có tư liệu sản xuất và sức lao động. Nhờ mua được trên thị trường hàng hóa, sức lao động và tư liệu sản xuất và tiến hành quá trình sản xuất, nhà tư bản có được giá trị thẳng dư. Tư liệu sản xuất thì bao gồm các yếu tố cứng như máy móc, nhà xưởng, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu. Và các yếu tố này trong quá trình sản xuất sẽ dịch chuyển giá trị và sản phẩm mà không làm tăng thêm tổng giá trị. Vậy chỉ còn duy nhất yếu tố hàng hóa, sức lao động. Hàng hóa này như thế nào? Nó có đặc biệt gì không? Chúng ta sẽ giải mã bản chất hàng hóa, sức lao động trong video này nhé. Hàng hóa, sức lao động. 1. Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa, sức lao động. Sức lao động và hàng hóa, sức lao động là hai khái niệm khác nhau. Để trở thành hàng hóa, sức lao động cần phải có những điều kiện nhất định. Vậy, sức lao động là gì? Theo Marx, sức lao động là năng lực lao động của con người. Nó bao hàm toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong cơ thể con người và có thể được sử dụng để tiến hành trong quá trình sản xuất. Trong mọi xã hội, sức lao động là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Nhưng để trở thành hàng hóa thì sức lao động cần phải thỏa mãn hai điều kiện sau. Điều kiện 1. Người có sức lao động phải được tự do về thân thể. Vì để được gọi là hàng hóa thì bản thân người lao động phải có quyền sở hữu và sử dụng sức lao động của mình. Người đó có quyền tự quyết lao động cho ai và lao động như thế nào. Nghe thì có vẻ hiển nhiên phải không? Ai chẳng có quyền tự quyết định sức lao động của mình. Nhưng đó là trong thời đại ngày nay thôi. Còn trong xã hội chiếm hữu nô lệ, người nô lệ hay bản thân của họ thuộc sở hữu của chủ nô, họ không thể tự thỏa thuận mua bán sức lao động của mình được, mà phải làm việc theo yêu cầu của chủ nô. Điều kiện thứ hai cũng được coi là điều kiện đủ. Người lao động không có tư liệu sản xuất và không có của cải. Muốn sống, anh ta phải bán sức lao động. Các em biết rằng là sức lao động và tư liệu sản xuất là hai yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất để tạo sản phẩm. Nếu như người lao động có tư liệu sản xuất thì họ sẽ sử dụng sức lao động của mình để tự sản xuất, chứ tội gì phải bán sức lao động hay làm thuê phải không? Ví dụ, người thợ may, nếu mà họ có máy may, có nhà xưởng, có nguyên liệu và có thị trường thì họ sẽ tự sản xuất và tạo sản phẩm, chứ chẳng tội gì đi làm thuê cho người khác. Do đó, người lao động không có bất kỳ một tư liệu sản xuất nào thì buộc phải cung cấp và bán sức lao động của mình để duy trì cuộc sống của bản thân và gia đình. Một điểm cần chú ý là
Người lao động có thể bán sức lao động, nhưng họ chỉ bán sức lao động trong một thời gian nhất định. Ví dụ, ngày làm 8 tiếng, ngày làm 10 tiếng, chứ họ không bán cả ngày. Vì nếu bán hết cả ngày, thì tức là người lao động đã tự bán mình. Từ chỗ là người tự do thì họ trở thành nô lệ. Bản chất của việc bán sức lao động của người lao động chỉ bán quyền sử dụng sức lao động của anh ta mà thôi. Còn anh ta vẫn sở hữu sức lao động của mình. Chúng ta sang tiếp phần 2. Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động. Cũng giống như các loại hàng hóa khác, hàng hóa sức lao động khi gọi là hàng hóa thì sẽ có hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng. Thứ nhất, giá trị của hàng hóa sức lao động. Giá trị của hàng hóa sức lao động do lượng lao động xã hội cần thiết để tái sản xuất ra nó quyết định. Nhưng do sức lao động tồn tại như một năng lực của con người, muốn tái sản xuất ra năng lực đó, người lao động cần phải tiêu dùng một lượng tư liệu sinh hoạt nhất định. Ví dụ như đồ ăn, đồ mặc, giáo dục, y tế, giải trí, vân vân. Bởi vậy, giá trị sức lao động của họ sẽ ngang bằng với giá trị của toàn bộ các tư liệu sinh hoạt cần thiết về vật chất và tinh thần để duy trì đời sống bình thường của người công nhân và con cái anh ta, cùng với chi phí đào tạo người công nhân ở một trình độ nhất định. Để hiểu rõ hơn, cấu thành giá trị của hàng hóa sức lao động sẽ bao gồm: giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết cho bản thân người công nhân như đồ ăn, mặc, ở, y tế, phí tổn đào tạo công nhân, bao gồm có chi phí giáo dục đào tạo; giá trị các tư liệu sinh hoạt cần thiết về vật chất và tinh thần để nuôi sống con cái người công nhân. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao lại có cái tư liệu sinh hoạt cần thiết để nuôi sống con cái người công nhân? Đó là vì con cái người công nhân là nguồn lao động kế tiếp, duy trì nguồn sức lao động khi người công nhân già và yếu mất đi. Một đặc điểm nữa là nhu cầu tư liệu sinh hoạt của người công nhân thay đổi theo từng giai đoạn phát triển. Ví dụ, người công nhân thời Pháp thuộc ở Việt Nam, khi cuộc sống khó khăn, nhu cầu tư liệu sinh hoạt có khi chỉ đơn giản là ăn no, mặc ấm hoặc ăn đủ, mặc đủ thôi. Còn công nhân thời đại ngày nay thì ngoài nhu cầu sinh hoạt cơ bản thì họ cần có như là ăn ngon, mặc đẹp và phải có cả tiền tích lũy cho lúc khó khăn hoạn nạn. Ở các nước khác nhau, nhu cầu tư liệu sinh hoạt của công nhân cũng khác nhau các bạn nhé. Nhu cầu sinh hoạt của người công nhân Việt Nam khác với nhu cầu của công nhân ở Mỹ hay ở Nhật. Nó sẽ phụ thuộc vào điều kiện lịch sử, hình thành giai cấp công nhân, trình độ văn minh đã đạt được. Một vấn đề nữa là gì? Khi chủ tư bản trả công cho người công nhân, giá trị sức lao động sẽ được biểu hiện bằng tiền. Bản chất của tiền công chính là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, hoặc gọi là giá cả của sức lao động các bạn nhé. Lý luận về tiền công thì tôi sẽ làm kỹ hơn ở các cái phần tiếp theo. Ta sang đến thuộc tính thứ hai, giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động. Hiểu một cách đơn giản, giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động là công dụng của sức lao động. Nó thỏa mãn nhu cầu của người mua là sử dụng vào quá trình lao động. Ví dụ, chủ tư bản thuê công nhân dệt vải. Vậy giá trị sử dụng sức lao động của người công nhân dệt chính là gì? Chính là kỹ năng, chính là năng suất lao động của người công nhân khi lao động dệt vải. Trong quá trình làm việc, người lao động sẽ sử dụng tư liệu sản xuất mà nhà tư bản cung cấp để tạo ra hàng hóa cho nhà tư bản. Vấn đề cần quan tâm ở đây là giả sử sau một thời gian lao động nhất định, một ngày chẳng hạn, người lao động chỉ tạo ra một lượng giá trị bằng với lượng giá trị mà nhà tư bản trả cho công nhân thôi, tức là bằng với tiền công của anh ta, thì nhà tư bản chẳng có lợi lộc gì. Và đương nhiên nhà tư bản sẽ không mua sức lao động đó nữa. Và Marx đã phát hiện ra một bí mật bên trong hàng hóa sức lao động. Đó là hàng hóa sức lao động có một giá trị sử dụng đặc biệt,
khác với giá trị của hàng hóa thông thường. Khi sử dụng, sức lao động sẽ tạo ra một giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó. Ta hình dung thế này. Giả sử toàn bộ số tư liệu sinh hoạt để nuôi sống và duy trì sức lao động của người công nhân trong một tháng là 500 đô. Nó sẽ bao gồm các cái chi phí về thực phẩm, về quần áo, về y tế, về giáo dục và giải trí. Nhưng khi làm việc cho nhà tư bản, người công nhân có thể tạo ra cái giá trị gia tăng và sản phẩm lên tới 800 đô la. Chênh lệch 300 đô la giữa 800 đô và 500 đô chính là giá trị thặng dư nhà tư bản chiếm đoạt. Giá trị sức lao động và giá trị do sức lao động tạo ra sau quá trình sản xuất là hai đại lượng khác nhau. Đây là chìa khóa giải quyết mâu thuẫn của công thức chung của tư bản. Tóm lại, nhìn vào công thức chung của tư bản THT', trong đó thì T' bằng T cộng delta T. Giá trị thặng dư delta T chính là giá trị dôi ra ngoài giá trị sức lao động do người công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm đoạt các bạn nhé. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quá trình sản xuất giá trị thặng dư đó diễn ra như thế nào. Các bạn có thể đăng ký để tiếp tục theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.